Bây giờ chúng ta sẽ khai báo cái danh mục kho. Chúng ta vào khai báo chọn danh mục kho. Ở đây chúng tôi xin nói các bạn tất cả các tính năng nhập thêm mới thì nó dễ rồi đúng không? Các bạn có thể chọn sửa bằng Ctrl E này. Đây đúng rồi, chúng ta chọn Ctrl E nó sẽ hiện lên cho các bạn sửa, hoặc là các bạn kích đúp vào đây. Ok, nó hiện lên luôn. Thế thì tôi sẽ giải thích cho các bạn cách thức tổ chức kho này. Nếu như một doanh nghiệp mà có nhiều kho nằm rải rác ở nhiều nơi thì phần mềm mặc nhiên nó đã là cái phần mềm các bạn có thể sử dụng cái gói online internet để các bạn có thể quản lý tất cả kho khắp mọi nơi trên thế giới, hoặc là trên toàn quốc, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cách tổ chức kho. Ở đây các bạn nhìn thấy thì nếu như chúng ta không cần đến những cái kho này, chúng ta có thể xóa đi. Cái chuột phải vào đây chúng ta chọn xóa, chúng ta có thể bôi đen tất cả bằng phím Ctrl A rồi chúng ta xóa, hoặc là chúng ta giữ phím Ctrl để chọn một vài cái kho mà đối tượng mà chúng ta cần xóa, chúng ta kích chuột phải chọn xóa, hoặc là chúng ta kích vào bên trên này. Ok, rồi dùng phím tắt thì nó nhanh nhanh hơn. Đó, các bạn sử dụng Ctrl D để xóa. Thế thì ở đây ví dụ như mở thêm một cái kho mới, ở đây là cái kho ví dụ hàng hóa ở cửa hàng 1, cửa hàng 2, cửa hàng 3, cửa hàng 4, ví dụ thế, hoặc là kho đại lý, hàng gửi bán. Trong đấy đối với các cái công ty kinh doanh về xây dựng thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ mở cái kho này theo từng công trình. Tức là cái tính chất của đối với công ty xây dựng ấy thì nó có một cái tính chất là nhập xuất tại chân công trình. Trong phần mềm này có tiện ích xuất theo phiếu nhập cho các bạn có thể làm được cái đấy. Mục đích của cái này là gì? Mục đích của cái này là chúng ta mở và chúng ta theo dõi được luôn là chi phí của nguyên vật liệu tập hợp cho từng công trình, hay gọi là tổng hợp nhóm tồn kho cho từng công trình luôn. Và chúng ta sẽ rất tiện trong cái quá trình theo dõi nguyên vật liệu. Vì khi các bạn sử dụng cái chức năng đối chiếu với dự toán thì ở trong phần mềm thì các bạn sẽ thấy là cái này nó cực kỳ quan trọng cụ thể từng công trình.